văn. Trái lại, khi gieo nhân vui xuất thế, chúng sinh đều cho đấy là khổ. Thấy người trai giới tương dưa ăn mặc thanh đạm, chúng sinh đều cho đó là ép sát, tự làm khổ mình. Không hiểu, đây là gieo nhân giải thoát an vui. Hoặc thấy người bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn kinh hành lễ bái tu tập chuyên cần, chúng sanh đều cho đó là khổ. Không biết làm như vậy là tu xuất thế để được an vui. Nếu thấy họ bị bệnh mà chết, liền khởi ý nghi cho rằng tại họ bắt thân tâm làm việc quá độ, không nghĩ cho nên thành vậy. Giải thích: tu pháp xuất thế là gieo nhân lìa khổ được vui. Có người lầm cho đó là khổ. Nếu thấy người trai giới tương dưa ăn mặc thanh đạm, không ham tiền tài, không cầu hưởng lạc, thì họ cho người đó là tự tìm khổ hành thân. Nhưng họ nào biết đây chính là tuân theo pháp liễu sinh thoát tử, thành tựu bồ đề của Phật dạy. Khi thấy người tu hành bị bệnh chết, họ liền sinh tâm nghi, phỉ báng, lầm tạo nghiệp địa ngục. Đây là người mê, tự cho mình thông minh, dùng tri kiến của mình làm thước đo phán đoán chuyện đúng sai của người, chẳng hề biết thông minh như vậy là bị thông minh hại. Năm 2006, những thương lái vô lương tâm ở Hà Bắc lấy thuốc Sudan hồng trộn vào thức chăn nuôi vịt, khiến vịt bệnh ác tính. Người xứ đó lập tức đem vịt giết đi. Lỗi không phải do những con vịt bất hạnh này, mà do nơi người. Còn nữa, khi thế gian phát hiện ra nhiều ôn dịch như bệnh sót, cúm da cầm, bò điên, vân vân, khi người ta vội đem các động vật đó giết hết để tránh bệnh truyền lan, đây là việc khoét thịt làm thương tích điển hình. Bởi những bệnh này là do nhân loại sát sinh quá mà chiêu cảm quả báo. Nhưng người ta chẳng những không biết phản tỉnh, ngược lại còn muốn giết thêm nhiều chúng sanh. Há chẳng phải làm vậy sẽ càng chiêu cảm thêm nhiều quả bệnh nữa hay sao? Về nông nghiệp, nhiều người cho rằng chỉ có nhờ thuốc trừ sâu mới giúp giảm thiểu côn trùng phá hoại thu hoạch tốt. Nhưng kết quả là, tùy theo nông dược phát triển, trùng hại mỗi năm càng tăng thêm nghiêm trọng. Trùng ăn nông sản nhà nào thì đó cũng là túc nhân. Nếu như túc nghiệp mỗi người trả xong rồi, không còn nợ cùng sâu trùng nữa, thì một chút nông sản của họ sâu trùng cũng không ăn. Câu chuyện của nữ cư sĩ Quả Nghĩa, đệ tử ngài Tuyên Hóa ở Mỹ, đã chứng minh rất rõ điều này. Tại Mỹ, trong vườn nhà cô trồng rất nhiều rau trái như cà, cải trắng, cải xanh, đậu cô ve, mướp, dưa, vân vân. Cô không hề dùng phân hóa học hay xịt thuốc trừ sâu chi, cũng không thực hiện bất kỳ phương pháp ngăn côn trùng nào. Vậy mà rau trái trong vườn cô tăng trưởng rất tốt. Điều khiến các thân quyến bạn bè nhà nông cũng trồng trọt giống cô cảm thấy kinh ngạc cực kỳ là khu vực rau củ quả thuộc cô sở hữu không hề có dấu vết bị côn trùng ăn qua. Mặc dù trong vườn cô có rất nhiều hang ổ ốc sên, nhưng nơi trồng rau không có con ốc sên nào phá hết. Trong vườn cô còn có rất nhiều kiến, sóc, chim và động vật nhỏ vân vân, nhưng chúng không hề ăn phá rau này. Anh rể và chị cô cũng trồng rau giống vậy, nhưng mầm vừa mới nhú lên thì đã bị côn trùng ăn sạch. Cô tuyệt không hề vì vườn rau niệm Phật hồi hướng, nhưng tại sao côn trùng chẳng ăn rau của cô? Thực ra rất đơn giản, tất cả đều nằm trong hai chữ nhân duyên. Nếu bạn thực tâm tu hành, cùng côn trùng túc nghiệp đã hết, đời này lại còn giữ giới bất sát, không làm hại chúng, thì côn trùng sao có thể tìm bạn mà quấy rầy được chứ? Quý vị đừng nghĩ chuyện của Quả Nghĩa là hy hữu độc nhất. Chỉ cần quý vị y theo Phật Pháp tu hành, thì bất kỳ ai cũng có thể kết thiện duyên cùng chúng sanh. Ngày 14 tháng 8 năm 2007, Nhật báo Thiên Tân đã đăng một chuyện lạ khó tin như sau. Trong khi giới nông nghiệp Trung Quốc mở hội nông nghiệp hiện đại quá, áp dụng kỹ thuật lai giống hoặc chuyển biến gen, cho dùng phân hóa học, thuốc tăng trưởng, thuốc diệt cỏ và cơ giới hóa quy mô, thì ông An Kim Lỗi ở thôn Đông Tử Long, thị trấn Mã Đồn, huyện Táo Cường, tỉnh Hà Bắc lại thực hành trái ngược. Ông khởi nghiệp tại vùng Quan Sơ này, chỉ dùng hạt giống của mình gieo trồng mà không hề áp dụng kỹ thuật biến đổi gen hay cho lai giống
hoặc xài phân hóa học nông dược chi. Ông chẳng giết côn trùng, không làm bù nhìn đuổi vật, mà còn dành ra một vùng trồng riêng dành cho hơn 500 con chim sẻ ăn. Cả chó trong nhà ông nuôi, ông cũng cho ăn chay. Mọi người thấy vậy đều cho là kỳ quái, không ai hiểu được ông. Kết quả thế nào? Các ruộng bông, nông nghiệp hữu cơ của ông phát triển rất tốt, sản lượng tăng cao, chi phí thấp, sinh thái bình ổn. Còn các vùng dân làng trồng theo kỹ thuật nông nghiệp hiện đại thì cây mọc không tốt, sản lượng chẳng cao, chi phí rất tốn kém, môi trường sinh thái ác quá, bị xấu tệ. Quan trọng hơn nữa là dùng đất của An Kim Lỗi canh tác, không hề sử dụng thuốc. Vậy mà ruộng vườn sinh thái quân bình hài hòa thấy rõ. Một vùng xanh tươi căn tràn sức sống, không giống như các cánh đồng xịt đầy thuốc sâu. Đấy là dưới nguyên tắc tự mình sinh tồn còn giúp cho kẻ khác sinh tồn. Các sinh vật hiện hữu đều cảm ơn, tự như ngầm giúp đỡ cánh đồng hoa màu của An Kim Lỗi được tăng gia sản lượng. Cây bông vải của An Kim Lỗi không hề dùng thuốc sâu và phân hóa học, vậy mà khối lượng thu hoạch vượt xa mọi người, đồng thời còn đem lại thu nhập cực cao, làm chấn động cả dân làng vùng đó. Cánh đồng bông của An Kim Lỗi mượt ống, nhìn ưu việt vượt trội hẳn mọi người. Vì vậy mà năm nay trang trại ông được một nhà máy dệt để mắt đến, xin ký hợp đồng và thu mua hết. Hàng ông tốt đến nỗi mỗi cân bán được 4,50 đồng, trong khi giá thị trường mỗi cân chỉ có 2,70 đồng hoặc 2,80 đồng. Không những thế, hạt kê và các loại nông sản khác của ông trồng cũng cho sản lượng cực cao và ưu việt. Hơn nữa, môi trường sinh thái rất tuyệt hảo. Chuyện này không có gì là ngẫu nhiên. Tại Hà Nam, tôi gặp một nông dân trẻ tên là Quốc An. Lúc đó những người trồng bắp ở đây đều dùng thuốc diệt côn trùng. Riêng anh lại quyết định niệm chú Đại Bi cho đám sâu trong 2 mẫu bắp của mình. Mỗi ngày anh tụng 200 biến, hy vọng hoa màu tăng trưởng tốt. Năm ngoái khi chưa biết đạo, anh còn dùng cái bình to phun thuốc giết chết côn trùng vô số. Anh kể tôi nghe chuyện trồng trọt của mình như sau. Từ khi học Phật hiểu nhân quả rồi, tôi nguyện thà cam chịu 2 mẫu bắp kém thu hoạch chứ nhất quyết không sát sinh giết côn trùng nữa. Sau đó thấy côn trùng trong vùng càng lúc càng nhiều, cư dân láng giềng sợ ruộng bắp bị côn trùng phá hư nên xúm nhau góp ý kiến nghị với tôi. Gặp tình huống chẳng đặng đường này, tôi đành đeo bình thuốc lên vai cho dân làng nhìn thấy mà yên lòng. Nhưng thật ra bên trong chứa toàn nước lã. Tôi vừa xịt nước vừa tụng chú Đại Bi liên tục, còn âm thầm khấn vái chư Bồ Tát gia hộ, xin đừng để côn trùng kéo đến đất của mọi người. Được một thời gian, đột nhiên trong một đêm, những côn trùng hiện hữu bỗng biến mất tâm mất tích. Rẫy bắp tăng trưởng cực tốt, toàn thôn cuối cùng cũng thu hoạch sản lượng rất cao, khiến tín tâm học Phật của tôi càng thêm kiên định. Xem qua mấy câu chuyện các nông dân Phật tử kể ra như thế rồi, bạn có muốn thử chăng? Đầu tiên, bạn phải thành tâm sám hối những lỗi sát sanh trước đây của mình, thề không phạm lại nữa. Bạn phải thệ nguyện từ nay nghiêm trì giới cấm của Phật, và hãy dùng nước chú Đại Bi thay cho nước thuốc trừ sâu, chân thành tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh đến quấy phá. Thời kỳ đầu có thể côn trùng vẫn còn tái tới lui, nhưng nếu bạn nhất định kiên trì thực hành theo cách này thì sẽ nhanh chóng phát hiện. Việc thế nhân cho rằng không bao giờ có thể xảy ra sẽ hiển hiện đành rành trước mắt bạn vô cùng kỳ diệu. Bởi Phật Pháp vốn là thuốc hay chữa trị tốt cho mọi vấn đề, chỉ cần bạn có lòng tin và kiên trì thực hành.